Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay, Vân Nguyễn mời các bạn xem tiếp phần 2 của cây gỗ gõ đỏ Siêu Vân Chun. Hôm trước đã ra phần 1 và ngày hôm nay đây, chào mừng những vị khách đến từ Yên Bái các bạn nhé. Các chú ấy thì đã ở đây từ sáng và sau khi mà được quay video xem hình ảnh của cây gỗ từ Yên Bái vượt 250 cây, thị xã Nghĩa Lộ rồi cả, Yên Bái vượt 250 cây tới Bắc Giang sau khi mà anh Công quay cái phần thô ấy. Bởi vì là quay phần thô xong rồi thì mọi người quyết định vào đây thì mới sẽ bây giờ mới là lúc nhìn thấy cái hình ảnh thực sự ở bên trong của cây gỗ, thì thực sự là các vị khách đã quay được gỗ gấp đôi rồi, rất là thành công luôn rồi. Sự may mắn cũng như là cái chất gỗ này là quá thành công rồi. Còn đây là cái mảnh bìa mà hôm trước Vân đã quay cho các bạn xem đúng không? Khi quay thì đầu tiên mọi người chỉ nhìn thấy bên ngoài như này thôi chứ đâu biết bên trong sẽ ra là cái gì đúng không? Đây là những vị khách đến từ Yên Bái các bạn nhé. Vượt 250 cây số đến đây. Như các bạn biết thì hôm nay là phần 2. Các vị khách ở Yên Bái thì mua không phải là mua chọn khúc này đâu, mà chỉ đặt của anh Công. Đây anh Công áo trắng đây. Chỉ đặt của anh Công có một tấm chiếu, hai tấm chiếu. Một tấm rộng 1m06, một tấm rộng 1m13 và dày là 16/5. Tại sao họ lại chọn 16/5? Lần đầu tiên mình cũng xẻ 16/5, mình nghĩ rằng đấy là một con số đẹp nên mọi người chọn. Nên là chúng ta sẽ còn cái phần bìa ngoài cũng như là phần một nửa cây gỗ này là chưa có chủ nhân nào sở hữu nhé. Đây, cái phần này là chưa có ai sở hữu đâu. Thì các bạn nhìn thấy này, Vân chỉ ở hai ria rất là đẹp và rất là rộng. Đó. Thì sau khi mà phun nước lên thì mọi người nhìn thấy cái lộ Vân rất là nhiều. Còn nếu chưa phun nước thì nó sẽ chỉ màu trắng trắng như này thôi. Đấy. Đây các bạn nhìn này. Tí nữa Vân lại làm cái video ngay sau đây là sẽ phun nước lên những cái tấm bìa. Ở cái khúc này thì khách hàng đã lấy hai tấm chiếu và một cái mặt bàn ăn, nên là sản phẩm còn lại thừa ở cái khúc gỗ này để cho các khách hàng khác có nhu cầu mua và xẻ là hoàn toàn. Các bạn đã trông thấy được nội dung bên trong rồi. Không giống như kiểu mấy anh từ Yên Bái là mới chỉ được nhìn bề ngoài thôi, chưa được nhìn nội dung bên trong. Nhưng mà rất là may mắn, họ đã thành công và anh Công cũng đã thành công. Đây các bạn nhìn xem, đây là tấm bìa bên ngoài của cây gỗ gõ đỏ này đây nha các bạn nhé. Đó. Nếu mà các bạn làm mặt bàn ăn này, hay là làm mặt kệ sofa nguyên khối này, hay là làm chiếu, tấm chiếu để ở trong nhà thì nó thực sự rất là đẹp luôn các bạn ạ. Nếu mà các bạn bỏ tiền ra đi mua một con xe ô tô, các bạn chạy sau 6 tháng, 1 năm, 2 năm nó sẽ dần dần mất giá đúng không? Nhưng nếu các bạn bỏ tiền ra mua một mảnh gỗ giá trị như thế này, qua hàng năm các bạn được sử dụng, các bạn được ngắm nhìn nó, nó mang lại lợi ích cho các bạn để trong gia đình sử dụng, nhưng nó sẽ còn tăng giá trị theo thời gian các bạn ạ. Bởi vì gỗ thì càng ngày càng quý, càng ngày càng trở nên hiếm hoi, không phải lúc nào cũng tìm được những cây đẹp như thế này. Đấy, nếu mà các bạn để ở trong nhà được những cái tấm gỗ và tấm chiếu đẹp như thế này thì giá trị của nó chỉ có hàng ngày tăng lên theo năm tháng thôi. Chứ các bạn không lo là để nó bị mất giá đâu các bạn ạ. Đấy, nên là chúng ta xài đồ, cất đồ đi. Bình thường chúng ta mua nội thất về xài đúng không? Xài theo năm tháng nó hỏng đúng không? Thế nhưng mà nếu mà các bạn biết lựa chọn cách mà các bạn sử dụng nội thất vừa đẹp, vừa sang, vừa tăng cao giá trị thì đây là một trong những cái sản phẩm các bạn không thể bỏ qua được các bạn nhé. Đây, tấm này là bán cho khách rồi. Đây, tí nữa sẽ rong cạnh nó ra, mang qua máy xẻ để rong cạnh. Đây, bên xưởng của anh Công thì rất là sẵn máy xẻ, một cái máy mà hán rộng 3m là để đổ nhớ. Còn xong đó sẽ chuyển xe nâng sang một cái máy nhỏ hơn để rong cạnh. Đấy, còn cái máy to kia là chỉ để đổ nhớ thôi. Đây, cái bìa của nó đây các bạn nhé, phun rất là đẹp luôn các bạn. Đó, thế là đã rong cạnh xong cho khách hàng rồi các bạn nhé. Khách hàng ngoài việc mua 3 cái tấm chiếu này thì khách hàng còn mua thêm một cây gỗ rổi nữa để cùng
tiện một chuyến xe là trở về các bạn ạ. Thì đây mình cũng quay luôn cho các bạn cái gỗ rổi mà hôm nay khách hàng xẻ và trở về. Đấy, thì 250 cây từ Bắc Giang tới Yên Bái cũng nhanh thôi, không có gì cả. Sau khi mà chúng ta đàm phán qua Zalo xem hình ảnh của cây gỗ thì chúng ta sẽ xuống tận nơi và chúng ta xẻ. Và xẻ gỗ như này là các bạn không có mất thêm chi phí xẻ, mà giá gỗ đã bao gồm cái việc là công xẻ của mọi người rồi. Còn tiền xe là mọi người sẽ thanh toán với lái xe. Đấy, cái tiền cước xe vận chuyển ý, đây là giá tại cửa hàng, không phải là giá bao vận chuyển các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.